Thưa quý vị và các bạn, ngày nay không khó để bắt gặp một chiếc máy rửa xe trong các tiệm rửa xe lớn nhỏ, thậm chí sản phẩm này còn được nhiều gia đình dinh về để phục vụ công tác rửa xe ngay tại nhà. Và trong số phát sóng lần này, chúng tôi mang đến cho các bạn hai sự lựa chọn lý tưởng về thương hiệu của máy rửa xe Parada, đó là máy rửa xe Parada 18M263.7T4 và máy rửa xe 20M367.5T4, được đánh giá cao bởi hiệu năng xịt sửa và tuổi thọ dài lâu. Trước tiên nói về máy rửa xe Parada 18M263.7T4, đây là một dòng máy rửa xe cao áp với áp lực phun lên tới 2.600 PSI, công suất 3.7 kW, giúp chúng ta có thể đánh bay mọi vết bẩn một cách nhanh nhất. Với thiết kế nhỏ gọn và tinh tế, nó rất phù hợp với các tiệm rửa xe vừa và nhỏ. Đối với những tiệm rửa xe quy mô lớn thì máy rửa xe Parada 20M367.5T4 là một sự lựa chọn xứng tầm. Sản phẩm này sử dụng công suất 7,5 kW với áp lực phun lên tới 3.600 PSI, giúp chúng ta có thể xịt sửa một cách nhanh chóng nhất. Đồng thời, sản phẩm này có lượng nước tiêu thụ và điện năng rất thấp so với các sản phẩm công nghiệp khác. Từ những thông tin trên, chúng ta có thể thấy rằng cùng là dòng máy rửa xe cao áp nhưng sở hữu công suất lớn thì hiệu năng xịt rửa càng cao. Tuy nhiên, dù là dòng máy rửa xe Parada 18M263.7T4 công suất nhỏ hay dòng máy rửa xe Parada 20M367.5T4 công suất lớn thì hai sản phẩm này đều được đánh giá tốt trên thị trường hiện nay. Với những thông tin trên, hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn thêm kiến thức về dòng máy rửa xe Parada. Nếu có thắc mắc hoặc nhu cầu đặt mua, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở cuối clip này. Bộ phụ kiện đi kèm với dòng máy Parada này bao gồm có: đây là súng phun áp lực, đây là dây cao áp hai loại thép, độ dài là 15m, đây là chõ lọc nước, đây là dây cấp nước và các đầu bét phun.